tại phiên đối thoại chính sách Việt Nam định hướng tầm nhìn toàn cầu trong khuôn khổ hội nghị WEF Davos năm 2024 chiều ngày 16 tháng 1 theo giờ địa phương. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ với ông Thomas Friedman, nhà bình luận chính trị, tác giả cuốn sách Thế giới phẳng, về câu hỏi Tổng thống Biden vừa tới thăm Việt Nam và khoảng thời gian ngắn sau đó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng thăm Việt Nam. Không có nhiều nước có thể làm được việc cân bằng và quan hệ tốt với cả hai siêu cường này. Vậy Việt Nam đã làm thế nào? Bí quyết của Việt Nam là gì? Có lẽ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai thì cái dân tộc mà đau thương mất mát nhất là dân tộc Việt Nam. Chúng tôi trải qua tất cả những cái cung bậc mà xấu nhất sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Tuy nhiên, chúng tôi thì không quên quá khứ. Và đấy là một phần của lịch sử. Chúng ta không thể méo mó đi được, mà không phải bịa đặt và cũng không xuyên tạc về lịch sử. Nhưng mà chúng tôi phải gác lại cái quá khứ, tôn trọng cái sự khác biệt, khai thác cái tương đồng và hướng đến tương lai. Và Việt Nam có thể là một cái hình mẫu về cái khắc phục cái hậu quả chiến tranh. Hai nước như ngài nói thì chúng tôi hiện nay là đều là hai cái đối tác chiến lược toàn diện, và chúng tôi trở thành những người bạn, và chúng tôi hoàn toàn hướng đến tương lai.